Hello, chúng quay trở lại với Châu Đạo Tùng và đến với một giá đường trên của Sachemeng, một lobby với rất nhiều thách đấu Hàn và các tuyển thủ chuyên nghiệp như là Kurs, Elim và Shang nữa. Cùng xem Sachemeng sẽ có một dàn set như thế nào. Let's go. I'm undisputed. Ok, tiếp tục là duyên nợ giữa Sachemeng cùng với Kurs. Hôm trước thì đấm Kurs không chia phát nào với con Mordekaiser, ngày hôm nay thì lại chung team với Kurs. Trận này thì diễn ra ngay sau trận mà Sachemeng khác team với Kurs cùng với Petra Trang em nhé. Mà con set này thì nó không phải là con tướng Sachemeng đánh quá nhiều. Nhưng mà cùng xem là xử lý kèo với Ire ra sao. Ngọc tay tổ hợp cho anh em tham khảo sẽ là hấp thu sinh mệnh, chinh phục, huyền thoại tốc đánh cùng với trận cuối cùng bằng phụ lấy ngọn gió thứ hai cùng với lan tràn. Chỉ số ngọc sẽ là tốc đánh, sức mạnh công kích và 65 máu anh em nhé. Đối đầu với Sachemeng ván này sẽ là một Irelia và Sachemeng đánh bằng set thiêu đốt anh em ạ. Không đánh bằng dịch chuyển nữa. Rừng là Sejuani của Kurs thì cũng là một con tướng chống chịu mở giao tranh rất là tốt, đội hình rất dày anh em ạ. Nhìn ba con tướng cánh trên là cực kỳ dày rồi. Cấp 1 đang có định đi đánh nhau đến từ các thành viên bên phía của team Sachemeng. Bên này thì có Elim, cựu jungle của T1, hiện đang thi đấu trong màu áo của Sengoku Gaming bên Nhật Bản. Đường giữa thì là Shang, cựu đường giữa của team WE, hiện tại đang thi đấu cho hình như là AL bên LPL. Rừng thì là Kurs của KDF rồi. Đường trên thì là Sachemeng. Đường trên đang thi đấu liên tục trong kênh Văn Tùng. Ngày nào cũng có giao án. Rất tiếc là account này của Sachemeng đang bị ban anh em ạ. Vẫn chưa ăn ban được. Vẫn chưa có giao án mới. Hai ngày gần đây là Sachemeng không đánh rank luôn các bạn. Không màng đánh rank chung luôn. Vẫn đang hơi tiếc nuối rank Hàn một tí. Thì hy vọng là sắp tới sẽ ăn ban được hoặc là đánh account khác thôi anh em. Cùng xem là kèo đấu với Irelia thì xử lý kèo đấu ra sao. Kèo này thì chất tướng nhỉnh hơn hoàn toàn dành cho set ở những cấp độ đầu rồi. Những con như Darius hay là set thì nó sẽ đánh rất là mạnh ở những cấp độ 1. Và Irelia thì sẽ bị yếu ở 3 level đầu. Đang là một tình huống đánh chặn trước 6 con lính tới từ Sachemeng trái phải. Sau đó thì đánh tay trái phải tiếp. Đối phương lao lên để hít kinh nghiệm, Sachemeng tiếp tục trái phải và kéo E lại. Ok. Đấm liên tục và mất máu nó quá nhiều. Nhưng mà Sachemeng mất kinh nghiệm rồi, anh em mới tốc biến lên đánh tay nhưng mà không để thiếu đốt vào được. Đối phương tốc biến để né đòn đánh tay thứ hai. Nếu dính đòn đánh tay thứ hai là thiếu đốt đủ đam luôn anh em nhé. Nhưng mà Sachemeng mất kinh nghiệm rồi anh em ơi. Cái góc đứng của Sachemeng bị mất kinh nghiệm, còn Irelia thì không mất bất kỳ kinh nghiệm nào cả. Tất nhiên đối phương phải trả máu rất là nhiều vì sát thương đến từ set cấp độ 1 với nội tại và cả E nữa là rất lớn. Tiếp tục E ăn lính từ xa và cấp độ 2 trước dành cho Irelia. Đây, cái tân lính này là tân lính mà Sachemeng bị mất kinh nghiệm là chưa up level 2 được. Nhưng cùng xem là với việc hai đường trên đều mất tốc biến thì top đối phương sẽ phải đánh ra sao. Đối phương nâng EW ở level 2. Sachemeng thì là EQ anh em nhé. Tầm này kéo E lại đánh tay trái phải và Q trái phải một cái là thiếu đốt đủ đam luôn. Đối phương tiếp tục E ăn lính từ xa. Một tân lính đẩy chậm tới từ set của Sachemeng vào cấp độ 1 thì thực ra đã cắm mắt khu sông trên rồi. Và cắm mắt này thực ra đối phương cũng có thông tin. Nhưng mà dừng đối phương là Zyra đánh từ trên xuống full clear thì áp lực đầu trận lên khu đường trên là không nhiều. Sejuani của Kurs cũng ăn từ trên xuống anh em nhé. Đối phương đang hồi máu lại và tiếp tục là một tình huống E ăn lính từ xa đến từ Irelia. Máu nhỉnh hơn cho Sachemeng, tuy nhiên thì đối phương lại có khả năng hút máu rất là khỏe với Q. Đợt lính này đối phương nhiều khi hút lại cũng gần full cây đấy anh em ạ. Rồi, reset thành công tới lính xe to và không băng trụ được thì chắc là về reset ha. 500 tiền hơn. Khu đường dưới chuẩn bị đánh nhau to rồi. Đối phương di chuyển bật máy quét và Kurs đang bắt buộc phải bỏ cóc. Cú móc mỏ neo thành công đến từ Naughty. Nhưng lính có vẻ là khá nhiều và liệu rằng có giao tranh hay không. Leona mất máu hơi nhiều, Zyra chói hai và Leona thiên đỉnh kiếm vào thẳng luôn ạ. Leona tốc biến đi với một chấm máu bị thiêu đốt dứt điểm với chiến công đầu. Kai'Sa chính xác là Zeri tốc biến đi với cái lá chắn và Zac đang là người đi trước so với Tristana. Zac vét được mạng hay không? Đây, Đức đánh tay đến từ Zac và có mạng với cú quy của mình. Sau đó thì Kai'Sa cũng chỉ còn lại một chấm máu. Nhưng mà Kai'Sa còn hai spell nha. Zac quyết định xuống cao su rút lui, còn đứng trên thì đây là một tình huống đóng băng lính tới từ set của Sachemeng. Tơ lính còn 6 con, tức là level 3 sau khi reset được đợt lính thì Sachemeng quyết định ở lại, không phải là một tình huống về nhà bổ sung trang bị gì cả. Và đối phương về nhà TP trở lại với hai mảnh của giày thép gai anh em nhé. Bắt buộc đối phương phải TP thôi. Đợt lính được đóng băng tới 6 con của Sachemeng. Nó nhập lại với 7 con tơn sau. E thành công, trái phải, Q trái phải. Sau đó thì W rút lui được hay không? W trả đam tốt tới từ set của Sachemeng. Lợi thế lúc này sẽ là phép bổ trợ thiêu đốt dành cho set của Sachemeng. Tuy nhiên đối phương sẽ có lợi thế về mặt trang bị. Đó là giày thường cùng với giáp. Đang ép kinh nghiệm xe to tới từ set của Sachemeng. Irelia dướn lên để hít kinh nghiệm xe to lấy level 5 và sau đó đâm quy bỏ chạy mà thôi. E còn, E choáng trái phải thiêu đốt đẩy vào. Tiếp tục trái phải up level 5 tới từ set của Sachemeng với cú W. Và Zyra của Elim có vẻ là không đủ đam. Solo kill dành cho set của Sachemeng. Ok chưa? Ngợp ha? TP về lấy full cây máu dịch chuyển trở lại khu đường trên với hai mảnh giày thép gai.
Hít kinh nghiệm up level 5 nhưng không chịu nổi nhiệt của một con set quá khỏe ở đây. Reset anh em ơi, nice. Một kèo đấu chất tướng nhỉnh hơn và có cả thiêu đốt nữa. Nên là áp lực đi đường của Sochamon là rất nhiều. Tân lính reset không thực sự quá đẹp. Nó khiến cho Sochamon có lẽ sẽ mất đi kinh nghiệm của 6 con lính ở đây. Về nhà thì quyết định đóng một cái búa gỗ và tái sử dụng đến từ set của Sochamon. Đội hình đối phương ván này thì không đến mức quá dày anh em nhé. Đội hình đối phương toàn là mấy con tướng mỏng không à. Đừng giữa solo kill cho Jack ạ. Uầy, ác vậy. Với việc đối phương mỏng giấy như thế này thì con set này W có thể kết liễu nhanh những chủ lực đối phương chấp nhoáng nếu như nó có đủ cái lượng trang bị. Và ván này đang có lợi thế đi đường nữa. Mất 6 con lính đến từ set của Sochamon. Kinh nghiệm là ngang nhau anh em nhé. Level 6 thì Irelia sẽ có một cái lưỡi kiếm tiên phong để all in. Nhưng mà all in với một con set thì set cũng không yếu. Quy trái phải, đối phương EW, đối phương trang giấy choáng trượt, đối phương level 6 trước rồi. Sochamon cũng chuẩn bị up level 6, sẽ là một pha EW sát thương chuẩn. Và sau đó thì level 6 có cho Sochamon nhưng chưa đủ sát thương để có thể chiêu cuối dứt điểm. Nhưng mà chơi hít xương xương là thấy top đối phương hơi ngợp rồi anh em ơi. Thế lính lại là thế lính khó dành cho Irelia. Và ai sẽ là người hỗ trợ Irelia trong việc reset cái tân lính này đây? Không ai hỗ trợ cả. Và Sochamon đơn giản là đóng băng tân lính lại cho đối phương mất lính mà thôi. Khu vực đường dưới đang có đánh nhau và đó là một tình huống Leona mất máu là khá nhiều. Cớt có rồng. Mà Leona liệu rằng có về được hay không? Tốc biên dứt điểm tới từ Kai'Sa. Đến đây là cái đóng băng farm hoài anh em nhé. Đối phương lên thì mình lại tiếp tục chơi hit đấm đối phương và solo kill. Nhưng mà bot có vẻ là hơi ngợp. Đó là một tình huống băng trụ móc mỏ neo thành công đến từ Naughty và Jerry gãy rồi. Cánh dưới đang hơi bất lợi một chút với cặp bot đang lên bản đếm số cả hai. Nhưng mà đường trên kèo đó đang rất ổn. Mid cũng đang ổn với một con Jack có hai mạng ở đây. Đóng băng và triệt tiêu được rất nhiều kinh nghiệm tới từ Sochamon. Và sau đó thì Kurt cũng lên bảng đếm số. Cánh dưới hơi toang ha. Nếu mà khó khăn quá thì lên đường trên Kurt ơi. Tân lính tiếp tục được đóng băng trước trụ và Sochamon sẽ có được level 7 trước so với đối phương. W ăn lính từ xa tới từ Irelia. Lúc này thì cả hai đều đã hồi phép bổ trợ tốc biến. Và để xem là với tốc biến Sochamon có solo kill được hay không. Lách choáng cái nhẹ này. Quay về lát hit và tiếp tục đóng băng ở đây. Đối phương vừa mất EW chỉ để ăn lính mà thôi. Và sau đó thì sao? Đối phương đâm Q đúng không? Trái. Lưỡi kiếm tiên phong. Phải. Trái. Phải. Bật Q EW và sau đó thì tiếp tục trái phải. Quyết định không tung chiêu cuối vì đối phương chưa vào ngưỡng máu để có thể dứt điểm. Và với những tình huống chơi hit ngắn hạn như vừa rồi thôi là tốc đối phương lại tiếp tục hết máu rồi. Tristana đang lò dò đi lên khung cánh trên nhưng máu me thế này thì lên làm gì? Tristana cũng thực sự là không có lợi thế đi đường để mà hỗ trợ cho Irelia nữa. Có EW bật Q lao lên kéo E lại đấm trái phải hai cái Q này. Ok, chiêu cuối luôn là thiêu đốt đẩy vào, đối phương tốc biến đi. Tốc biến theo dứt điểm chứ không phải là W à? Solo kill dành cho Sochamon sau những tình huống đóng băng liên tục thì đối phương lên bản đếm số. Còn khu vực đường giữa thì Jack bị mất nội tại phân bào và chắc là đi luôn. Tên này thì tiếp tục đóng băng hay là về đây? Chắc là nốt con xe to rồi đóng băng về ha. Tiếp tục farm thêm đến từ set của Sochamon với một K2 tiền. Cái top này là gọi là outland dữ lắm rồi đấy anh em nhé. Out trang bị, out tiền và out cả kinh nghiệm nữa. Quyết định vẫn là chưa về à? Để lại 4 con, mình còn 2 con. Sau đó thì về nhà với một K3 tiền và để xem sẽ mua cái gì nào. Dìu tia mát không? Không, đó là hai trường kiếm cùng với giày thường. Khu vực đường dưới đang có đánh nhau, đó là Sejuani của Kurt với cấp độ 6 lao vào tấn công. Và đó là pha tốc biến bỏ chạy tới từ Nautilus. Có thiên đỉnh kiếm lao vào nhưng Nauti hỗ trợ có dư chấn thì chưa đủ sát thương. Và Kurt đã không còn mua la băng hàn nữa rồi. Đối phương đã trở lại khu vực đường trên và reset được một lính có xe to. Đợt lính có xe to thì sẽ có một khiên trụ dành cho Irelia. Kịp xe to không nhờ? E kịp xe to, 72 tiền ở đây, ok. Ôi, cánh giữa đánh nhau nhiều thế. Cớt lại sắp cúc rồi, cớt đi luôn rồi. Điện đạt đỉnh điểm được kích hoạt tới từ Jerry nhưng mà cũng chưa có đam dứt điểm ở đây. Leona tới với một tình huống thiên đỉnh kiếm thẳng vào Zyra. Đâm vào hơi sâu nhưng mà có Jack ở đây. Jack không còn tốc biến, Jack không còn chiêu cuối nhưng Jack có súng cao su. Jack súng cao su tiếp cận Elim và Elim gãy rồi. Nautilus cố gắng kéo theo Jerry nhưng cũng không nổi. Một tình huống giao tranh thắng ở khu vực cánh dưới bản đồ dành cho team Sochamon như Tristana đã có thể gọi là trở lại. Tiên truy kích tốt tới từ vị trí của Kai'Sa, súng cao su thì trượt đến từ Jack. Tristana dậm nhảy xuống và sau đó thì Leona đang cố gắng bỏ chạy. Này được dùng và sát thương tới từ Jack là cực kỳ nhiều ở đây. Mạng shutdown 500 dành cho Jack với tình huống solo kill. Trở lại khu vực đường trên, vẫn đang là kèo đấu lệch. Vẫn là kèo mà Sochamon đang trên cơ hoàn toàn so với đường trên đối phương ở đây. Đối phương lao lên bắt choáng nhưng sát thương đến từ Irelia nó quá là hạn chế đi. Và Tristana bị Jack solo kill khu đường dưới, mid đánh hay quá rồi anh em ơi.
Top có lợi thế, mid có lợi thế, bot thì đang có một con Kai'Sa đối phương khá là xanh. Nhưng mà ít nhất là Zeri cũng có được hai mạng chứ không đến mức quá thọt. Và sau những pha trao đổi chiêu thức ngắn hạn của Seth thì Irelia liên tục phải về nhà. Chơi game mà ở nhà chính nhiều hơn là ra đường anh em ạ. Tiếp tục đóng băng đến từ set của Sochomon. Cớt thì đã có được một cái tụ bão dích rồi. Và Cớt đang cam xuống khu đường dưới liên tục. Kèo top hoàn toàn là kèo 1-1 anh em nhé. Mà kèo 1-1 lúc này thì chênh lệch là quá nhiều. 3k7 so với 3k tiền. Chênh lệch là cấp độ 9 so với cấp độ 7 phía bên kia. Đối phương cũng sắp up level 8 rồi. Top đối phương có TP nhưng đối phương quyết định là không TP. Đối phương quyết định nhấn TP xuống dưới à không? Đó là cú hút TP tới từ Zac. Và hai xạ thủ đều đã có mạng, bật quy đánh tay trái phải. Trái, phải. Sau đó thì trái, phải. Ok, đau anh em, nửa cây anh em ơi. Vừa ló đầu ra mất nửa cây rồi. Băng trụ với thiêu đốt và chiêu cuối hay không đến từ set của Sochomon. Trái và trụ, phải và trụ. Sau đó thì trái và trụ, phải và trụ. Bật quy luôn để ăn khiên trụ đến từ Sochomon chứ không phải là một tiếng băng trụ ở đây. Tốt, đối phương đã có một cái huyết trượng và cả một cái kiếm Doran thì đối phương hút máu lại rất nhanh với những cú quy và lính anh em nhé. Thôi thì khai thác khiên trụ đánh chiêu chiêu ha. 1k3 tiền đang cầm trên người. E đối phương lại tiếp tục đấm tiếp, choáng đổi choáng. W cấu rỉa nhưng nó không tới tầm rồi. Có vẻ món trang bị khởi đầu đến từ Sochomon nó sẽ là một cái truy phản kích mà thôi. Cắm mắt khu vực sông trên và Zyra của Elim đang ở khá gần. Nhưng liệu rằng có một tình huống ganh tới từ Zyra của Elim hay sẽ là một tình huống để cho tốt của mình tự chơi đây. E một cái, trái phải một cái, bật quy reset đánh tay thêm một đòn. Sau đó thì đối phương lại tiếp tục hết máu và chuẩn bị về nhà TP à? Có vẻ là tốt đối phương chuẩn bị về nhà TP anh em ơi. Không, quyết định của Irelia là ở lại thêm một turn nữa. Máu này thì đối phương quy hút máu lại rất là nhanh anh em nhé. Nên là mình cứ đẩy đường vào, mình ăn khiên trụ và đi chỉ số pha mà những tân lính đối phương đẩy ngược thôi. Đang xem phim chắc luôn. Cái này là chắc chắn đang xem phim khu đường dưới anh em ạ, đánh nhau to rồi. Irelia TP đi và đó là một tình huống cớt lên bảng điểm số sau khi có rồng. Naughty yếu máu và Naughty cũng lên bảng rồi. Kai'Sa đang tấn công tay đôi với Zac nhưng Zac hồi máu nội tại là quá nhiều. Kai'Sa bị tốc biến W dứt điểm bởi Zac nhưng mà đồng đội của Sochomon cánh dưới đã chết tới 3 người. Zac quyết định e bỏ chạy sau khi có được một mạng của Kai'Sa. Còn đường trên thì việc TP đi đến từ Irelia chắc chắn sẽ để lại một cái trụ. Nó không có người phòng ngự ở đây. Mà set sát thương lên trụ thì khỏi phải bàn rồi. Hai khiên trụ nữa dành cho set của Sochomon. Cho trụ bắn một hit để lấy thêm nộ cho W dọn lính ha. Ok, W sau đó thì E. Reset, té thôi. 2200 tiền đến từ set của Sochomon. Naughty lang thang đi đâu đấy nhở? Soha đang được kiểm soát đến từ Curt. Naughty di chuyển cổng công nghệ và tốc biến quăng bộ là băng luôn đến từ Curt. Một tình huống xử lý rất quyết đoán đến từ Curt. Và sau đó thì thủy lôi tầm nhiệt đẩy vào tới từ Naughty. Đột kích băng giá thành công và đi bộ cạ sát người đến từ Sejuani của Curt. Vụt đứt 2 thành công có làm chậm. Leona cũng đang di chuyển bọc đầu và Kai'Sa đến cứu thì cứu hết nổi rồi. Móc vào tường bỏ chạy, tốc biến bỏ chạy, thiên đình kiếm. Một cú thiên đình kiếm thành công đến từ Leona và đây là mạng cho ai mà thôi. Chiêu cuối luôn đến từ Sochomon để tiếp cận Kai'Sa nhưng Kai'Sa đã bỏ support của mình để chạy lấy thân. Mạng thứ 3 dành cho set của Sochomon. Khỏe rồi anh em ơi. Đã đi đường có lợi thế lại còn bú được thêm một mạng của Naughty lang thang, mất tốc biến, mất chiêu cuối nữa. Kai'Sa thì đã có tới 6 mạng và đối phương cũng 5k8 tiền nha, đối phương cũng giàu nha. Sochomon thì đang cầm đó là 2.700 tiền vẫn chưa về. Không có chiêu cuối. Curt cũng đang ở khá gần nhưng mà Curt cũng không còn bô la băng hàn nữa rồi. Khu vực đường dưới thì Zac rất trâu và khả năng cao là Zyra cùng với Irelia sẽ không thể băng trụ được. Về nhà với 2k9, trong khi đó thì sâu cuối đã thuộc về cho Kai'Sa. Curt ăn không được sâu và Curt bắt buộc phải quy để có thể bỏ chạy. Kai'Sa không còn chiêu cuối để bám đuổi theo. Còn ở khu vực đường dưới thì Zac cùng với Leona đã có mạng của Irelia. Một con Zac 7-1 ở đây anh em ơi. Anh chàng này đánh Zac cũng cực kỳ hay và đang cùng với Sochomon là hai đường đơn gánh team trong khoảng thời gian mà Zeri chưa khỏe. Còn đây là một con set đã có cho mình một cái chùy phản kích cùng với một cái mũi khoan. Và với mũi khoan thì đồ 2 nó có thể là một cái móng vuốt Sterak. Hay là huyết Zac chú tể không nhỉ? Bên này đang có đánh nhau. Dịch chuyển đến từ Zac. Chuyết ta đang lập tức nhấn cú W để có thể bỏ chạy mà thôi. Shanh tiếp tục bị bám đuổi với cái súng cao su và phải dùng chiêu cuối để có thể bỏ chạy mà thôi. Tốc biến còn đến từ Shanh và phải tốc biến đi mà thôi. Quá là áp lực đến từ hai con tank phía bên kia. Leona vẫn đang dí theo, còn khu đường trên lúc này thì không có người phòng ngự. Tristana cùng với Irelia cùng ở khu đường dưới. Thì Zyra của Elim phải là người death turn tốt này mà thôi. Nhưng một con set có ngần này đồ nó đấm trụ thì Zyra cũng chịu không nổi.
trụ dành cho Sochomung với trụ một toàn bản đồ, đánh nhau rất nhiều nhưng bây giờ mới có trụ một toàn bản đồ, nhưng Sochomung đang gặp nguy hiểm rồi. Ba thành viên đối phương cùng quay EW không được, đó là một pha tốc biến hay tới từ Elim để thoát khỏi một combo EW của Sochomung. Nếu như dính cú EW vừa rồi là con Zyra này chết luôn anh em nhé. Mạng shutdown dành cho Tristana của Shanh, nhưng mà Sochomung đã có được trụ một toàn bản đồ với lượng tiền rất lớn, chỉ là nó vẫn chưa đủ để hướng tới một cái móng vuốt Starak ở đầu thứ hai. Trong khi đó ở khu vực đường giữa thì Jerry đã có mạng của Kai'Sa, mạng thứ 5 cho Jerry rồi. Tổng tiền cách biệt lúc này đang là con số khoảng chừng 2k tiền dành cho bên phía của team Sochomung. Nhưng mà tình huống bị shutdown vừa rồi để mất đi cũng là một cái trụ khu đường trên đến từ set của Sochomung rồi nha. Elim đã tốc biến rất là hay ở tình huống EW của Sochomung, chứ nếu như dính E, dính cái W sát thực chuẩn thì tỷ lệ con Zyra này chết là cực kỳ cao. Sứ giả cánh trên có dành cho bên phía của team 1, chênh lệch về tiền chưa phải là quá nhiều, nhưng mà kèo đường cánh lúc này thì con Irelia này là quá yếu anh em nhé. Nó không có được lợi thế ở khâu đi đường, thì đến khâu đẩy lẻ nó lại là con tướng đẩy lẻ không mạnh bằng những đấu sĩ nhanh nhẹn khác. Cái sự cơ động đến từ Irelia nó đến từ cái Q, cái Q thì không phải là kỹ năng để bỏ chạy. Và tầm này đi Silent đẩy cánh với một con set cấp độ 11 thì không có cửa nào dành cho đường trên đối phương cả. Rồng nguyên tố sắp xuất hiện rồi. Team của Sochomung đã kiểm soát được hai con rồng nguyên tố trước đó. Và linh hồn rồng ván này lại là một linh hồn rồng mạnh. Tình huống bật quy tiếp cận tới từ set của Sochomung nhưng đối phương đã về vị trí khá là xa. Có trụ dành cho Tristana và có mạng dành cho Zyra của Elin, thậm chí đó là mạng shutdown con rác phía bên kia. Một tình huống gỡ tiền rất tốt tới bên phía của team 1 nha. Và hai xạ thủ của đối phương cũng đang bắt đầu có mạng và có trang bị rất lớn. Thiên đỉnh kiếm thành công tới từ Leona, Jerry chưa tiếp cận được. Phía bên kia thì Seijun của Kurt đang bị bắn bởi Shanh. Sochomung đã về để lấy một cái móng vuốt Starak. Cùng thời điểm đó thì đối phương đang gọi sứ giả khu vực đường giữa để có thể kiểm soát thêm con rồng nguyên tố thứ 3. Đây là rồng 3 và đối phương sẽ không muốn bỏ. Top đối phương thì có dịch chuyển và đối phương sẽ tiếp tục pha vào khu vực đường trên với dịch chuyển mà thôi. Một trụ dành cho bên phía của team 1 với con sứ giả, còn khu vực đường dưới thì Sochomung đang dí lên để đấm vào vị trí của Shanh. Sejuani của Kurt cũng có mặt và dịch chuyển đến từ Irelia, liệu rằng có cứu được hay không? Không chiêu cuối, không tốc biến, W không đủ mana và Shanh chắc chắn là nằm xuống ở đây mà thôi. Mạng 500 dành cho Sochomung, nhưng Kurt đang bị kẹt lại, đây là 4 thành viên đối phương. Sochomung có một cú W sát thương không vào máu của Kai'Sa vì Kai'Sa đã có một phát chiêu cuối rất là hay. E choáng hai người vỡ Styrax tung chiêu cuối, hạ gục Elim và sau đó thì mạng dành cho Zac. Irelia cũng không đủ sát thương để kéo theo Sochomung trong pha này. Tình huống đổi là hoàn toàn lời với Kurt đổi được 3 mạng, Zac tiếp tục tiếp cận với súng cao su và Kai'Sa phải bỏ chạy rồi. Súng cao su của Zac lại tiếp tục hồi lại và quyết định là súng cao su vào vị trí của Naughty, người không còn phép bổ trợ tốc biến bị nắm đầu lại và nằm xuống với mạng dành cho Leona. Big win anh em ơi. Đổi một con Seju 04 của Kurt lấy 4 mạng của đối phương thì là quá lời rồi. Thậm chí là Zac tiếp tục tiếp cận với súng cao su và Sochomung ở lại thêm một nhịp nữa. Zac tốc biến lên, bàn tay co giãn này 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 và Zac solo kill được Kai'Sa phía bên kia. Toàn là những tanker 2024 anh em à. Sau đó Zac tiếp cận con rồng với súng cao su ở vị trí cực kỳ xa. Leona thì sẽ chưa về nhà được. Sochomung sẽ về nhà với một K3 tiền ở đây. Kurt cũng đã có mặt với cổng công nghệ để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố thứ 3. Và ván này linh hồn rồng công nghệ là một linh hồn rồng rất khỏe anh em nhé. Với Jerry cùng với linh hồn rồng công nghệ thì việc tiếp cận để giao tranh với dàn chống trụ tuyến đầu đang chất lượng như thế này, nó có thể khiến Jerry có rất nhiều khoảng trống để gây sát thương. Pha vừa rồi thì Sochomung có một cú W để bồi sát thương chuẩn vào người Kai'Sa sau khi cướp quăng Bola thành công. Nhưng rất là tiếc là Kai'Sa đã tỉnh kịp cái Bola băng hàn và nó chiêu cuối né được luôn anh em ạ. Chứ nếu dính cái đập đấy chắc là chết luôn ha. Cái đập bây giờ nó phun nộ, nó tầm 1000 sát thương chuẩn anh em ạ. Nếu mà đủ điểm gan góc, tối đa là 1000 sát thương anh em nhé. Lúc này thì cấp độ cũng đã là cấp độ 13, mắc quy mắc đứt rồi. Elim đang có mặt ở tại khu vực sông trên, có ý định bắt lẻ Sochomung chung với Irelia, thậm chí là có thêm cả Naughty nữa. Nhưng mà Sochomung biết là mình đang chưa có đủ tầm nhìn để đẩy cao, còn Leona thì sao? Có dịch chuyển đến từ Tristana, cú móc thành công đến từ Naughty và Leona đang gặp nguy hiểm. Leona tung thái dương hạ sàn, Zyra chiêu cuối có vẻ là đẹp. Bola băng hàn đến từ cớt trúng vào Elim và sau đó thì điện đạt đỉnh điểm được kích hoạt. Dính thủy lôi tầm nhiệt và Jerry bị hất tung nhưng mà Zyra đã quá yếu rồi. Zac tiếp tục hồi máu lại, lưỡi kiếm tiên phong được dùng. Sochomung tiếp cận và đấm ai đây? Quyết định đấm Shanh với cú chiêu cuối của mình. Shanh tốc biến và lên bản đếm số. Sochomung đang phải 1v2. Có W đến từ Sochomung, EW sát thương chuẩn và sau đó đấm trái phải liên tục. Mạng dành cho Sochomung với double kill. Starak được kích hoạt và sẽ là một pha 1v1.
với Irelia phía bên kia bật quy lên trái phải và triple kill dành cho set của Sơn Châu Mường. Người duy nhất sống sót trong pha giao tranh vừa rồi. Đến trễ nhất và cũng là người duy nhất sống sót. Một pha giao tranh 4 đổi 5 đến từ cả hai team và không có mục tiêu lớn nào dành cho cả hai cả. Tình huống giao tranh này thì Sơn Châu Mường có triple kill và không mất bất kỳ một phép bổ trợ quan trọng nào cả. Mất cái thiêu đốt, nó cũng hồi nhanh mà thôi. Còn tốc biến để xử lý pha sau anh em nhá. Còn hai xạ thủ đối phương đều đã mất tốc biến hết rồi. Và quyết định ở món trang bị thứ 3 của Sơn Châu Mường ván này sẽ là một cái mặt nạ vực thẳm với hai mảnh thành phần đã có. Vì đội hình đối phương cũng có sát thương phép tới từ Zyra. Hướng tới giày thép gai thì đã có giáp rồi. Lên thêm kháng phép ở đầu thứ 3 có vẻ là hợp lý mà thôi. Tình huống di chuyển cổng công nghệ ra phía sau đội hình đối phương tới từ set của Sơn Châu Mường, bắt được một con Tristana ở đây. Cớt lao vào e thành công, choáng bồi vào nhưng đối phương vẫn W bỏ chạy kịp. Súng cao su mở cự ly xa tới từ Zac, thiên đình kiếm trượt nhưng Thái Dương Hạ San thì nó có choáng. Và sau đó đẩy thẳng thiêu đốt vào đến từ Leona. Nauti nằm xuống với mạng dành cho Zeri. Tiếp tục là súng cao su tiếp cận nhưng súng cao su trượt. Sao cho mừng tốc biến sang kéo E. Và sau đó kết liễu được Shanh phía bên kia. Dùng cổng công nghệ để rút lui được hay không? Kai'Sa đang tiếp cận cổng công nghệ giúp cho mừng rút lui thành công. Với tình huống mà đồng đội cũng đang ở vị trí sẵn sàng để kiểm soát con Baron. Zac thì quá là cơ động với súng cao su rồi. Một tình huống giao tranh bắt được hai thành viên đối phương mà không phải trả giá. Sau đó cắm lại một con mắt để có thể deny cổng công nghệ tới từ Leona. Con mắt cực kỳ khó chịu ở đây. Nhờ con mắt này thì đối phương chắc chắn vẫn sẽ kích được cổng công nghệ vì nó không phải là mắt kiểm soát. Irelia lao vào tuyến đầu và sau đó thì bị bế bởi Sao Cho Mừng. W còn tới từ set của Sao Cho Mừng, cú W tạo giáp nhưng nó không có sát thương. Vẫn là mạng dành cho Zeri. Phía bên kia thì Kurt đang êm thẳng vào người của Elim. Elim đang phải bỏ chạy với một tình huống chói thành công. Kai'Sa bớt sát thương vào nhưng sát thương là chưa đủ. Nó là một tiếng chiêu cuối thanh tẩy đến từ vị trí của Kai'Sa để kết liễu được Kurt. Sau đó thì Sao Cho Mừng tiếp cận và đó là mạng dành cho Sao Cho Mừng. Godline dành cho set của Sao Cho Mừng và Zac thì quyết định là không mở vào với súng cao su. Nhưng mà cướp chết thế này thì ăn được Baron không nhờ? Vẫn còn Zeri có DPS nhưng mà không có trừng phạt của cướp thì cũng hơi nguy hiểm. Chỉ là một tình huống ép Baron và mở ngược trở ra với tình huống 1 đổi 2. Sau đó thì là một pha phê check tới từ Shanh. Shanh bị này hất tung, Shanh W bỏ chạy với một chấm máu bị hai con tanh đấm xỉu ngang luôn mà. Hai con tanh bù vào đấm của Tristana chết trắng cây luôn anh em. Quá là khó chơi dành cho Tristana của Shanh khi mà chưa có Dominic và... lượng sát thương tới từ đối phương mặc dù là hai con tanh thôi vẫn là đủ. Và tình huống lên bảng của Shanh đang khiến team Sơn Châu Mường có một cơ hội để ép Baron ở đây. Kurt sẽ trở ra với cổng công nghệ là nhanh. Và Zyra của Elim sẽ phải là người di chuyển để có thể cạnh tranh trừng phạt với Kurt phía bên kia. Một pha mở thẳng vào, đối phương ló đầu ra là mở luôn, bàn tay co giãn kéo ngược Elim lại. Sau đó thì Leona cũng đang CC vào vị trí của Nautilus. Phía bên kia Sơn Châu Mường đấm trái phải liên tục và Legendary dành cho set của Sơn Châu Mường. Đó là hai mạng hạ gục và cú dịch chuyển tự sát đến từ Irelia. Không có chiêu cuối trăng dây làm choáng và chạy tới chạy lui thì double kill cho set của Sơn Châu Mường mà thôi. Liên tục dùng Baron làm mồi câu và nãy giờ câu được cực kỳ nhiều mạng đây anh em nhé. Đây là ba mạng hạ gục mà không phải trả giá bằng bất kỳ mạng nào dành cho đối phương cả. Và Sơn Châu Mường cũng đang vét mạng liên tục trong khoảng thời gian vừa qua với 12-1 KDA. Có cho mình đó là ba trang bị lớn và Starak chuẩn bị hồi thì xuống khu vực hang rồng để kiểm soát rồng 4. Lấy linh hồn rồng nữa thôi là end game. Cách biệt đó là con số 6.000 tiền, 7.000 tiền ở tại thời điểm này. Búa gỗ ở món trang bị tiếp theo tới từ set của Sơn Châu Mường. Nó có thể sẽ là một cái dìu đen ở món trang bị thứ 4 chăng? Tôi thấy rằng Irelia đã mua cho mình một cái tụ bão dích ở đây. Một trang bị rất rẻ tiền và chuyển hướng lên một con Irelia có thêm đồ tanh. Kai'Sa vừa mất tốc biến để né bô la băng hàn của Kurt. Kai'Sa chiêu cuối để ăn cua. Có cua cho Kai'Sa nhưng về bằng đường hàng không là cái chắc rồi. Phía bên kia thì Sơn Châu Mường cùng với Zac. Hai con tanh đang đấm vào chiêu cuối có làm chậm tới từ Sơn Châu Mường. Kéo e thành công trái phải liên tục. Zac này các kiểu. Thái Dương Hạ San tới từ Leona. Đấm cuồng thú quyền sát thương chuẩn là chưa đủ tới từ set của Sơn Châu Mường. Quyết định quay người trở lại để cover cho Leona. Tristana đang bắn gần như là không có tí đam nào cả. Irelia cũng không có đam. Zac lao vào với súng cao su và Shanh lại tiếp tục bị hấp ở đây rồi. Irelia cũng chết chung với double kill cho set của Sơn Châu Mường và Zac khoe thông thạo luôn rồi. 15 mạng dành cho set của Sơn Châu Mường. Đội hình đối phương mỏng. Đam thì có với đội hình rất nhiều sát thương tuyến đầu nhưng mà vì thọt đồ nên không thể giết được bất kỳ một ai phía bên kia với cái dàn chống chịu cực kỳ chất lượng. Sejuani, Zac, Leona của với set toàn là những con tướng máu dày thôi anh em à. Mà phía bên kia thì đội hình rõ là nhiều sát thương nhưng lại thiếu chống chịu. Và cảm giác bắn là không chết anh em ạ, bắn không chết nổi tanh ấy. Những con tanh bây giờ đồ nó rẻ xong lại còn sát thương cũng to. Nó áp sát một cái là những con carry lăn đùng ra chết không à. Tiền đang cầm đó là một cam mốt. Với hai mảnh này thì chắc là dìu đen là món trang bị thứ 4 sẽ có mà thôi.
4 đầu lớn sau 24 25 phút dành cho set của Sochomon. Khu vực cánh trên thì Kurt lao thẳng và tấn công xanh W để có thể bỏ chạy. Kurt chưa hồi bola băng hàn kịp trong pha này. Mục tiêu tấn công lúc này đang là trụ 2 khu vực đường trên. Trong khi đó thì set của Sochomon đang để lẻ khu vực đường dưới với Irelia. Cả hai đều không có TP. Đường trên là 4v4 và liệu rằng có băng trụ hay không. Băng trụ với Leona và Zack cũng có thể là được. Bộ đôi này chống chịu rất tốt trong trụ anh em nhé. Sochomon thì quyết định đẩy khu vực đường giữa chứ không xuống đường dưới làm gì cả. Đẩy đường giữa áp lực Mega vào trong nhà chính đối phương, sau đó thì lên khu vực đường trên để băng trụ chung với đồng đội. Và Sochomon lúc này đang có đó là 4.001 máu, sẵn sàng một tình huống chiêu cuối băng trụ luôn. Mà trước khi băng trụ chắc là dọn mid trước đã anh em ơi. Trụ hai đường trên đã có rồi. Một mình Sochomon đang ở trong căn cứ đối phương và đối phương cũng không có nhiều kỹ năng để có thể mở vào con set này. Bô la băng hàn mở luôn đến từ Kurt, thiên đình kiếm bồi vào. Naughty support cũng bắt phản kích làm chậm trái phải liên tục. Sau đó kéo em một lúc hai người đến từ set của Sochomon. Này đến từ Zack và Tristana bắn không nổi rồi. Triple kill dành cho Zeri, súng cao su ép tốc biến. Bên này thì Sochomon đang dí đấm theo Kai'Sa với cuồng thú quyền nó hơi với tầm một chút. Phía bên kia thì Zeri cũng đã mất máu là tương đối nhiều rồi. Nhưng mà Kai'Sa và Tristana đứng ở trong bệ đá cổ nhìn ra đối phương endgame chứ không thể làm được gì. Tốc biến kéo choáng, chiêu cuối áp chế đến từ set của Sochomon. Và xanh vẫn phải lên bảng điểm số mà thôi. Đứng trong bệ đá cổ cũng không yên và chiến thắng sau 26 phút thuộc về team Sochomon. Với một KDA vô cùng khủng khiếp đó là 15-17 KDA tới từ set của Sochomon. Mặc dù Zeri đầu trận đi đường hơi lỏ một tí nhưng mà các bạn thấy đến giữa trận đứng sau những con tank này bắn thoải mái à. Đội hình tới 4 con tuyến đầu nó chống chịu tốt như thế này thì Zeri có rất nhiều khoảng trống để bắn. Còn hai xạ thủ đối phương thì chống chịu tuyến đầu là quá hạn chế đến từ Nautilus hay là Irelia. Và không được chơi game. Chúng ta sẽ cùng check sát thương cuối game một tí anh em nhá. Ok, sát thương cuối game đây anh em ơi. Bên phía team 2 thì có rất là nhiều người gây sát thương nhiều. Đó là Sochomon, đó là Zack cùng với Zeri. Tristana của xanh cũng rất là nỗ lực bắn nhưng mà bắn đa phần đam này là vào những con như là Zack cùng với Leona và Sejuani anh em nhé. 33.000 sát thương. Zyra đi rừng với nguồn sát thương phép lớn trong đội bên phía của team 1 cũng có được 29k đam tới từ vị trí của Elim. Nhưng mà rõ ràng là bước vào những tình huống giao tranh 5 năm thì các bạn thấy là đội hình bên phía team 2 cái sức chống chịu của họ là quá tốt. Sát thương gánh chịu thì ván này Zack gánh chịu nhiều nhất, sau đó thì tới Sejuani của Kurt và cuối cùng là set của Sochomon. Ván này thì Kurt bán mạng hơi nhiều ha. 17 KDA nhưng cuối cùng acid được 21 mạng dành cho team. Thì cũng là một con Sejuani được gọi là tròn vai dành cho Kurt. Trận trước thì bị Morder của Sochomon đấm con Nidalee nó hơi phũ. Nhưng ván này chung team thì cả hai cùng nhau có một chiến thắng ở đây. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Sochomon. Kéo đấu giữa Seth và Irelia được xử lý một cách nó quá là ngợp cho top đối phương luôn các bạn. Thì đây là một kèo mà Sochomon rất là tự tin xử lý thì mang theo Theodos áp lực đối phương. Và cũng giống như giao án Darius đi top ở chỗ là con Seth nó đi đường rất là mạnh. Thì nó sẽ là kèo mà vừa counter được chất tướng, vừa có được lợi thế đi đường rất là lớn. Thì nó là kèo từ hòa đến thắng anh em nhé. Bao giờ cũng là từ hòa đến thắng cả. Và cánh dưới cũng không đến mức tệ khi mà Zack đường giữa thi đấu quá hay. Rồi Zeri cũng có khoảng trống giữa game. Thì đây là một chiến thắng chỉ đến sau 26 phút dành cho team Sochomon mà thôi. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở dự án khác nha. Bye bye.